Thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương, tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng năm 2024 với chủ đề BRICS và Nam Bán Cầu cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch BRICS năm 2024. Tham dự hội nghị có hơn 40 lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS, các nước khách mời là đại diện của các nước đang phát triển tại các khu vực trên thế giới và các tổ chức quốc tế. Phát biểu khai mạc trên cương vị Chủ tịch BRICS 2024, Tổng thống Nga Putin khẳng định BRICS sẽ tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy hợp tác toàn cầu, trao cho tất cả các quốc gia cơ hội bình đẳng, xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu cân bằng và công bằng hơn, nâng cao vai trò của các quốc gia đang phát triển hơn nữa, nhằm xây dựng một thế giới tốt hơn, trong đó các lợi ích chính đáng và quyền phát triển của tất cả các dân tộc được tôn trọng. Tại hội nghị, lãnh đạo các nước tham dự đã tập trung thảo luận các định hướng lớn về giải quyết một số vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu như xung đột, khủng bố, xóa đói nghèo, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Nhấn mạnh, BRICS là nơi để các quốc gia cùng phối hợp vì mục tiêu chung là phát triển thịnh vượng, góp phần tăng cường hợp tác ở Nam Bán Cầu, thúc đẩy nỗ lực chung của các nước đang phát triển trong ứng phó thách thức, cải thiện quản trị toàn cầu theo hướng công bằng và toàn diện hơn. Phát biểu tại hội nghị, nhận định sâu sắc về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên kết nối và hội nhập sâu rộng, kỷ nguyên công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm nhìn, cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện và đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật lệ, chia sẻ chung trách nhiệm để cùng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 5 kết nối chiến lược bao gồm kết nối nguồn lực, kết nối hạ tầng chiến lược, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, kết nối các chuỗi cung ứng toàn cầu, kết nối con người với con người, kết nối trong cải cách các cơ chế chính trị toàn cầu theo hướng liên kết, chia sẻ, cân bằng, bình đẳng, hiệu quả, bao trùm, toàn diện để phát triển nhanh và bền vững. Chia sẻ bài học phát triển của Việt Nam về kết nối, hội nhập cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh 3 quan điểm lớn về mục tiêu phát triển, đường lối đối ngoại và chính sách quốc phòng 4.0. Trên tinh thần thúc đẩy hòa bình, đối thoại, hợp tác, trích dẫn câu văn của đại thi hào Nga Maxim Gorky rằng mỗi dân tộc, mỗi quốc gia là một phần không thể thiếu trong cơ thể con người vĩ đại và chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể đạt được tiến bộ thực sự. Thủ tướng tin tưởng BRICS sẽ đoàn kết hơn nữa, phát huy sức mạnh nội sinh để cùng xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng BRICS và cộng đồng quốc tế để hiện thực hóa ý tưởng cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người dân.